Đến nơi rồi, chúng mày xuống đi. Ok, đi thôi. Lý Hạt Tiêu à? Chẳng nghĩa là Na Cha sao? Cuối cùng mày cũng đến ngày chết rồi. Đi. Ê. Ừ. Nhiều nhà quá. Nhà này đẹp không? À, hay là vào nhà này đi. Ừ, đi, anh nhà đi. Này đi. Đi. Là cha, mày sắp hết giờ rồi. Cái to nhỉ? Cái to rồi. Sao này á? Nhìn cũng đẹp cậu nhỉ? Ừ. Rồi, em đi. À, Hạt Tiêu, mày cởi cái áo ra đi. Đi chơi như đánh nhau. Cởi ra. Được rồi, em cởi. Nhìn thế này. Thế mày làm người tiểu hội tao một ngày. Ừ, mà cậu mặc như thế đẹp đấy. Thế á, hết từ lần sau tao chỉ mặc như này thôi nhá. Mà anh ơi, anh đi kiếm củi đi. Mình về mình còn nướng xúc xích. Ờ, mày nói tao quên mất đấy. Mày lấy là tao thích nhất đấy. Tao đi à, anh ơi, anh cho em đi với. Hả? Đi làm gì? Em khoái đi kiếm củi. Đi chơi đâu mà đi kiếm củi. Đi. Đi, ok. Tớ đi đây. Ơ, à, thế tớ ngồi ở đây một mình à? Cậu ở đây một mình đi. Mày nhớ, đừng có ăn đồ ăn đấy. Đợi tớ với anh chung mới ăn. Đi ra. Kệ nó. Mày đợi tao làm mày sợ. Mày chết. Ờ, hay. Mỡ treo miệng mèo như này á, mèo mà không ăn á, là chuột nó tha đi mất á. Thế nên là phải cất. Cất vào đâu? Cất vào dạ dày. Đấy, phải ăn. Thơm quá. Tí mày chết, tao ăn hết. Đúng rồi, nghẹn đi, sắp chết rồi đấy. Đang đói, chết đi, chết. Đúng rồi, chết đi. 3, 2, 1. Ý thì nghẹn chết. Tính nhờ, còn 1 phút nữa, ăn đi bê. Mà anh ơi, biết kiếm củi ở đâu bây giờ? Phải đi tìm chứ. Không biết tìm ở đâu ạ? Ngoài đường anh. Củi là cành cây khô. Mà cành cây khô ở đâu? Cành cây khô ở đâu không biết. Dưới gốc cây. What? Mày ngu vậy. Đây này, có cây ra xem. À đấy, thấy chưa? Đúng vậy này. Gửi thật này. Có cái kia đủ. Đi, đi tiếp. Ơ, anh ơi, củi có cả ngoài đường kìa. Chứ mà anh bảo không có. Gió thổi thôi. Anh mồm điêu ấy. Mày nói đi thôi, nhặt đi. Có Hạt Tiêu còn đợi. Vâng. Bỏ nhà ngựa đi mà mổ. Đấy, củi kìa. Anh chẳng biết. Đi mổ. Cái này có này. Ây trời. Ây trời. Ây trời. Mãi nó không chết à. Ôi. Đói quá rồi. Cái. Đi bỏ ăn. Ê chà. Toàn nhá. Ăn mà cũng mất tiền đấy. Thì mình cứ ăn tự nhiên. Thì mình xin nhá. Mà anh Trung mới đầu đậu. Đi đâu số lâu thế nhỉ? Chết rồi. Hay là hai người có chuyện gì? Hey. Thật là chết kìa. Mà đi đâu đây? Làm rồi. Đi ăn. À, hay là mày chỉ bắt anh tao đúng không? Tao bắt mày, chứ bắt anh mày làm gì? Hả? À, mày bắt tao á? Chứ sao mày lại bắt tao? Hôm nay là ngày chết của mày. Mày không đi chết đi.
tao có đi tu hộ. Ngày chết của tao á? À, đây này, sổ sách còn ghi này, thấy chưa? Đấy. Vớ vẩn, mày đi xé xác tao. Nhưng mà mày quên là tao bất tử à? Ôi trời, quên mất, mày bất tử nhỉ? Ôi trời ơi, na chào, tao xin mày đấy, mày đi chết đi, để tao còn hoàn thành nhiệm vụ nữa. Mày bị làm sao ấy? Thế giờ tao chết kiểu gì? Tao bất tử mà. Chết kiểu gì? Mẹ ăn nghẹn chết đi. Thôi, tao ăn nãy giờ no lắm rồi, không ăn được nữa đâu. Giờ cách nào mày chết nhỉ? Mày nghĩ nào? Để tao nghĩ phụ mày nhanh. Kiểu gì nữa ta? Thôi, đủ đấy, đi về đi. Anh ơi, con ma cà rồng. Em ơi, trời này không nắng. Chạy anh ơi! Chạy! Anh à, không biết nó có đuổi theo mình nữa không nhở? Anh mong nó không. Mày nghĩ cái cách gì chưa? Chưa, là nghĩ là cách gì đâu. À Tiêu, cứu anh. Sao anh Trung? Anh mày bất tử mà, lo gì? Anh tao bất tử, nhưng mà còn đâu đâu nữa. Không sao rồi, tao phải cứu mọi người. Tao đi với. Đi, đi. Anh Trung ơi, tụi mày đừng khóc nữa, tao có hạt tiêu rồi, tiêu đến nó khích cả mình. Tao bất tử, tao sợ phải chăng? Chết làm sao được á? Chết, dừng tay lại. Con ma cà rồng kia, mày dám hại anh tao à? Nó chết không còn nói. Nó bị đâu mất rồi? Anh Trung, ra đâu? Chết, mau đi cứu bạn ta. Hà Tiêu, anh Trung ơi, anh Trung, anh Trung. Anh Trung ơi, dậy! Chết sẽ bắt mình cứu người. Mình đưa thả đâu? Anh Trung ơi, ôi, anh Trung sao rồi? Anh không tỉnh dậy. Anh Trung ơi, anh không tỉnh dậy đi. Ông không chết được đâu. Thật thế á? Thật chết, tôi mau cứu anh ta đi. Nhưng mà nó sống như thực vật thôi. Vậy thì sống còn có ý nghĩa gì nữa? Tao còn một cách nữa đấy. Cách gì? Nhưng mà ấy, anh ngươi sống thì ngươi phải chết. Ta chết thì anh ta sẽ được sống sao? Hà Tiêu, cậu làm gì vậy? Cậu đừng làm bừa mà. Hà Tiêu. Được, tôi đồng ý. Cuối cùng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hết thời gian để sống rồi. Tiêu, ta chết, anh cứu em ta đi. Quá muộn rồi, nó không còn thời gian ở đây nữa. Tiêu, mày chưa chết à? Tiêu, người quên là ta bất tử hay sao? Thì ta sẽ lại sổ.
lý hạt tiêu mở ngoặc chuối tiêu, đúng mày không? Không, ta là hạt tiêu cơ mà. Sao có thể như thế được nhở? Thần chết, nhiệm vụ ngươi đã hoàn thành, ngươi được thăng chức. Nó đã chết đâu? Ta xem lại sổ nào. Ta nhầm à? Nhưng mà thôi, ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, ta đi đây. Chà! Hạt tiêu sao vậy? Hạt tiêu mày đâu rồi? Ra đây! Này, hai đứa thế nào? Đã tin lời anh nói chưa? Anh Chu ơi, thế là ba anh em mình đang ở trong thế giới Minecraft thật à? Chắc thật thì không rồi. Trẻ bài, trở lại. À, mà thôi, mấy đứa nhớ chỗ này nhá. Tí nữa ra, chúng ta nhá. Cứ đi. Ừ, nó về. Ô, sao mày nhẹ ở đây? Còn mấy đứa kia đâu rồi? Gào cái gì mà gào? Ngươi, mau ra xem kẻ nào đột nhập vào đây đi. Nhìn này. Dám đột nhập vào căn cứ của Rainbow ta, ngươi sẽ phải trả giá. Kẻ này chắc nhiều vũ lắm đây. Chú ơi, mày nhảy cái gì đấy? À, không có gì. Đang vui. Chặt đi, chặt mạnh vào nhá. Bọn trẻ này, đừng nhanh thế nhở. Lạ thế nhở? Này, cho cô hỏi đi. Cháu có thấy mấy đứa con của cô đâu không? Ôi dồi ôi, sao mồm rộng thế? Chiều, mày đau không? Đau. Chứ anh có đau không? Không đau mà tao khóc à. Ồ, thì tất nhiên là dùng rìu để đốt củi rồi. Rìu quá. Ấy. Đưa cái gì cho em? Đúng rồi, mạnh động thế. Đây. Bình tĩnh. Anh cũng được. Hai cái bài cũng được. Thế thì thôi ra đây. Đua lại cho em. Thì thử. Đấy. Em có hạt tiêu em mày. Anh ơi, chả gì đấy, sử dụng như thế nào? Chả này ấy, là chả Minecraft. Mỗi khi mọi người sử dụng ấy, thì mọi người sẽ nhận được một vật phẩm ngẫu nhiên. À, thế hóa ra anh đập thẻ nên mới ra cái rìu này. Thế thì em phải đập ra cái máy cưa đi. Sao các anh ngạc nhiên thế? Biết vì sao em muốn đập ra máy cưa không? Bởi vì máy cưa nhá, cưa bằng máy, vừa nhanh vừa đỡ đầu tay. Khôn như mày, nhà ta chỉ còn được cổng. Ôi nào, tao buộc nha, phải có một nắp kim cương để đâu quanh anh chàng. Thì lúc đấy à, quái vật này, zombie sẽ không tác động vào đi vào avatar của ta được. Mày nhảm nhí thôi, gỡ đập đi. Ý, ok. Đập kim cương. Kiếm gỗ chứ không phải dắt kim cương này. Nhân phẩm của anh quá là tồi. Mày đam mê xem nhân phẩm của mày như thế nào. Tao kiếm gỗ chắc mày kiếm nhựa. Không có chuyện đấy đâu. Đập đấy. Em đập đi. Hạt tiêu ơi,
nhân phẩm của mày còn tồi hơn đập con xịt ra cái gì mất hình luôn. Chẳng lẽ em lại đen thế à? Ủa đấy đỏ đỏ. Hà Tiêu ơi, em đập được bộ đồ của La Cha này. Cái sức mạnh của La Cha ấy, nó còn gấp vạn lần khi ra kim cương của mày. Ủa, này, hãy mặc áo túi đổi. Mặc váy đi. Chê, là em có sức mạnh của La Cha hả anh? Ừ, em lòng kia thử đi. Cái kiểu ơi. Ngươi là ai? Tả ta ra. Ngươi cũng to gan thật đấy, lắm vào địa bàn của Rainbow ta. Ta còn xây nó thành sinh tố. Đư, ta già rồi, xây sinh tố không ngon đâu. Không ngon đấy. Thôi được rồi, cứ xây đi. Đại gia. Trung ơi, con này là con gì đấy? Nó là con zombie đấy. Ừ, tao cũng để tao lên chiến đấu. Khi mấy con zombie kia, ta cũng đi đây, ta không sợ nữa đâu. Này, Thanh Áo ơi, tôi không có bước, với giáp sắt không đấu lại zombie đâu. Chụp cái mặt của La Cha đi, nhưng không có. Sức mạnh của Naja. À, mấy con zombie này sợ lửa à? Lại. Hạt tiêu. Wow, sức mạnh của Naja đã thật định. Đã thế, mình sẽ đi kiếm đồ. Không biết đánh lớn quá, có ra gì hả? Mà chắc có. Ê, chú ơi, đợi tao với. Tay. Mấy con zombie này, các người định chạy đi đâu? Quả gì nhỉ? À, quả bơ. Mình cất vào đây, tí nữa ăn. Mày hét to thế. Bây giờ phải làm thế nào? Tách nó ra, chặn đầu chặn đi. Ok. Chua. Bỏ sữa có khác, ra sữa ông thọ luôn này. Gần đây là sữa tươi Vitamil, tao uống luôn. Này, hãy bây giờ mình có đồ rồi, phần hạt tiêu luôn chứ. Mà con hạt tiêu đâu nhỉ? Ok mất. Hạt tiêu ơi. Bỏ nguyên liệu vào. Không, xả ra ra. Này, có sữa ông thọ rồi, có bơ, vậy chúng ta sẽ làm bơ chấm sữa. Chúng ta bơ đi. Ô này, nghe tiếng hét thất thanh vừa nãy, sao nghe quen thế nhở? Chắc không phải đâu, tiếng động vật hoang dã ấy. Không phải, anh Trung ơi, em nghe như là tiếng của gì ấy. Cái gì? Tiếng của mẹ anh á? Mẹ anh làm sao vào đi được? Chắc chắn là tiếng của gì, hay là chúng ta cứ đi xem đi. Đi. Tả ta ra. Mẹ à, sao mẹ ở đây? Người là ai? Mau thả mẹ ta ra. Đúng rồi. Chú ơi, mau cứu mẹ. Ta chính là Rainbow, chúa tể ở đây. Chúa tể ở đây à? Này, Hà Tiêu ơi, sức mạnh Na Cha của em có thể đánh bại hắn ta không? Đương nhiên là được rồi. Hà Tiêu, em khả đi cho sợ.
không? Ừ. Thế cả tóc. Nhưng mà lừa có ngươi không làm gì được ta đâu. Ôi trời ơi. Cái mày của La Trang không được. Ôi trời ơi, chú ơi, vũ khí của mày không ăn thua, để tao. Lại có thêm 3 nguyên liệu xây sinh tố rồi. Sinh tố gì nhỉ? Sinh tố bơ. Sinh tố bơ. Thích món đó. Tiêu, sao em nói để mình bắt tay mình thành YouTuber à? Thật. Chị Hâm à, cô này quả bơ, nguyên liệu hiếm. Thế tán không? Không. Tán đi. Bao nhiêu đàn u à? Để ý. Ba mà còn được không? Chốt ra. Nào. Ây à, vừa mà mẹ đã bị nhốt gì kìa. Bây giờ nhá, quả bơ này chúng tôi không bán, chỉ trao đổi thôi. Trao đổi cũng được. Trong thế giới của ta, người muốn gì cũng được. Ta chưa tất. Ta muốn đơn giản lắm. Trao đổi với người đằng kia kìa. Cái mù già này á? Ừ, ai là mù già? Chẳng có người. Được. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Các người tiêu diệt hai tên đệ tử của ta rồi. Bây giờ nhá, các người xây thành sinh tố, sau đó dâng lên thì ta mới trao đổi. Được, cái này đơn giản. Để bà sinh tố. Yeah, đã có một chai bơ. Đi à, ta có một hộp chưa? Sinh tố bơ. Sinh tố bơ. Sinh tố bơ. Có chân mình kia gì? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Ôi, về nhà nói chuyện, ở đây sợ lắm rồi. Ôi, đi mẹ. Ôi, trông kìa, trông kìa, ăn như lợn. Thế rồi. Người chạy à? Chạy đi, chạy nữa đi. Anh Trung, em có sao không? À, Tiêu. Dạ. Em chạy đi. Không được. Cái tên này. Theo bài ánh sáng, hãy cho là sức mạnh. À, Tiêu. Em phải chạy đi. Đó, thế thì hôm nay nhập ma tao phải tiêu diệt được ngươi. Anh Trung, không được, anh không được sử dụng thẻ bài này. Còn cách nào khác sao? Không được, anh không muốn em bị tổn thương. Tiêu, bỏ ra. Tại sao? Tại sao lại là thẻ bài đó? Trùng chuối. Ngươi mà dùng thẻ bài đó thì ngươi sẽ rơi vào ma đạo. Ngươi sẽ hối hận, không bao giờ thoát ra được đâu. Ma đạo? Ma đạo thì đã sao? Cần bảo vệ em gái của ta, ta thành ma cũng được. Anh Trung, không được. Thẻ bài bóng tối, hãy cho ta sức mạnh. Trung chuối, ngươi điên rồi. Ngươi điên thật rồi. Hãy
không được đâu. Anh Dung ơi, tỉnh lại đi anh Dung. Anh Dung ơi, anh Dung không ổn rồi. Thẻ bài di chuyển. Quá. Anh Công ơi. Hả? Anh có nghe được tiếng gì không? Vừa nổ cái huỳnh trong đấy. Hình như có ai đang giao đấu. Giao đấu á? Thế anh Công ơi, anh em mình đi xem đi. Ôi ôi, em có bị dở không? Có phải là em gái anh không đấy? Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi hưởng hết đấy. Ruồi muỗi. Anh Công ơi, thế tóm lại là anh em mình đi hay không đi ạ? Là không đi. Đi nên mà mang vạ vào thân à? Thôi đi chơi. Anh Trung ơi, anh Trung ơi, không ổn rồi, chảy hết à? Mà thế nhỉ? Anh Công ơi, à? Thế anh em mình cứ ngoài đường chơi thế này à? Nhưng sao đâu? Ơ, anh ơi, Hà Tiêu gọi em này. Nghe xem Hà Tiêu bảo gì? Anh Nhi ơi, đây. Tớ sang ngay đây. Anh Công ơi, có chuyện rồi, mình phải sang nhà anh Trung chuối ngay. Có chuyện gì đấy? Mày gấp lên, đi đi, không có thời gian để nói được, đi. Anh ơi, anh ơi, mình bị ngại. Sao thế? Hà Tiêu ơi, Trung chuối bị sao vậy? Anh Trung, mọi người ơi, giúp em với. Anh Trung dùng thẻ bài bóng tối, giờ chuyển lên như thế này đây. Muộn rồi, Trung chuối mất kiểm soát rồi. Anh dùng thẻ ba thần thôi. Vâng. Thẻ ba thần. Mọi người ơi, bây giờ phải làm thế nào? Trung chuối đã bị tâm ma khống chế. Để anh nghĩ xem. À, bây giờ chỉ có lên núi Võ Đang lấy chuỗi vòng tinh tâm mới có thể khống chế tâm ma của Trung chuối được. Núi Võ Đang à? Nhưng mà còn anh Trung, em không yên tâm để anh ấy ở nhà một mình. Em cứ yên tâm, để Trung chuối anh lo cho. Vâng, thôi cũng được, em nhờ cả với anh nhé. Hà Tiêu, để tớ đi cùng cậu. Anh đi cẩn thận nhé. Hà Tiêu ơi, đường lên núi Võ Đang nguy hiểm lắm, chúng ta phải cẩn thận. Dù cho nguy hiểm thế nào, tớ cũng tìm bằng được vòng tĩnh tâm về để chữa trị cho anh Trung. Chúng ta đi thôi. Trung Quân, tỉnh dậy đi, Trung Quân. Không ổn rồi. Chào bài, nhỏ anh tác dụng rồi. Nhi Nhi, trên núi Võ Đang đây rồi. Chúng ta mau lên thôi. Đi. Hà Tiêu. Các người định đi đâu? Hà Tiêu, cậu sao không? Yêu quái kia, ta không đụng chạm đến nhà ngươi, mau tránh ra. Chạy bài phục vệ. Nhi Nhi, thẻ bài sức mạnh anh Trăng. Lũ yêu quá này biết chúng ta đến đây để lấy vòng tịnh tâm nên muốn ngăn cản đấy mà. Thôi đi nhanh, không gặp nhiều nguy hiểm đấy. Ác ma trong Trung chuối đang càng mạnh lên rồi. Mình phong ấn cái thằng này lại, không để nó thoát ra. Hà Tiêu, có sao đấy? Tôi cảm thấy anh Trung nhà tôi không ổn. Mau đi thôi, mau đi thôi. Đứng lại. Ông là ai? Các ngươi không được phép xâm phạm vào lãnh thổ của núi Võ Đang. Nói như vậy, ông là người canh giữ ở đây ạ? À? Vậy xin phép cho chúng tôi đi qua. Không được, nơi này chỉ dành riêng cho đệ tử phái Võ Đang. Các ngươi mau về đi. Chúng tôi biết là chỉ có đệ tử của phái Võ Đang mới được vào đây. Nhưng mà chúng tôi có chuyện rất gấp liên quan đến tính mạng của con người, nên xin phép ông cho chúng tôi vào ạ. Không được, quy củ là quy củ, ta không được phép phá vỡ quy tắc.
Nếu các ngươi không đi, đừng trách ta vô tình. Nếu đã như thế thì chúng tôi xin đắc tội. Theo bà ánh sáng, xin cho tôi sức mạnh. Sức mạnh ánh sáng à? Các ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Hãy đi đi, trước khi quá muộn. Chúng tôi không thể đi được. Các ngươi còn ngoan cố à? Ông ta mạnh quá, chúng ta không phải là đối thủ. Hay chúng ta quay về rồi tìm cách khác. Không được, đó phải tìm đủ mọi cách để cứu anh Trung người đó. Tiêu, xin ông hãy cho chúng tôi qua. Người bị thương như vậy rồi vẫn muốn qua, không sợ mất mạng sao? Không, cho dù như thế nào, cho dù mất mạng đi chăng nữa, tôi vẫn phải tìm được vòng tịnh tâm để tiêu diệt tâm ma cho anh trai tôi. Hả? Tâm ma? Được, tôi sẽ chỉ đường cho các ngươi. Ông thay đổi ý rồi sao? Không, ta cảm động trước tình cảm anh em của các ngươi nên chấp nhận chịu hình phạt. Các ngươi đi hướng này để tìm Thái Cực Lão Quân. Ừ, cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Đi rồi. Các ngươi đi đi. Cảm ơn ông. Hạt Tiêu, con không phải đứng ngoài đó đâu. Hãy vào đây đi. Ừ, dạ vâng. Thái Cực Lão Quân ơi. Ừ, ta đã biết hết mọi chuyện rồi. Ngươi cầm nó về và cứu anh trai ngươi đi. À, Thái Cực Lão Quân, con cảm ơn. Con cảm ơn ạ. Đi đi đi. Anh Công. Anh Công, anh Trung sao rồi? Tình hình không ổn rồi. Em tìm được vòng rồi. À, để anh dỡ phong ấn ra. Hai đứa vào đi. Nhi Nhi, giữ tay anh Trung lại. Hắn Tiêu, cậu đeo đi. Nhi. Anh Trung. Hắn Tiêu. Anh Trung. Chú đứa đỉnh ra. Lần sau, anh đừng sử dụng thẻ bài bóng tối nữa nhá. Chỉ cần bảo vệ được em, nếu có lần sau, anh vẫn là. Cái anh này, em bọn em lo cho anh. Nhưng mà anh rồi, được rồi, lần sau đừng làm. Lần sau anh đừng làm cái đấy. Thấy chưa? Con cảnh rất khó. Cái gì? Cái gì anh? Mày nhìn cái kìa. Nhìn cái gì? Nhìn cái kìa. Có mùi ngon, có mùi ngon. Đây là bọn nà trà đấy. Mày với tao, nó ngửi cắt, bắt chúng nó về đi. 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 Dạo này quán vắng khách thế nhỉ? Chả thấy khách nào đi qua đây. Ê, ê. Này, bắt Na Cha làm gì? Ừ, mày không biết à? Thằng Trung Chuối, anh trai của Na Cha ấy, ăn thịt nó nha, sẽ được trường sinh bất lão đấy. Có thật không? Ừ, tất nhiên rồi. Nó nha, ăn trộm 999 quả đào tiên của Thái Thượng Lão Quân. Nên bây giờ à, thịt nó còn bổ hơn cả linh đan nghìn năm đấy. Ôi, thế quá. Ừ, nhưng bây giờ làm cái nào bây giờ? Đi vậy. Hai cái gì? Mau mang hai chậu nước ra đây. Nhanh không tán thịt bây giờ. Dạ, có ngay. Mày ngồi đây. Con khách có việc gì đấy mà vào tận đây thế? Việc gì à? Xăng hết rồi. Ê, nhìn đi chú. Quái đại nhân uống gì nhỉ? Ê, tao giúp chủ quán chưa? Đúng rồi. Được rồi, mày với tao vào nhà, đợi chúng nó đến đây thôi. Đi được. Ơ này, ở đây có cái nhà hàng này. Đâu ạ? Đây. Nhà hàng ở đâu ra ở đây? Ừ, mày không thấy cái nhà này là cái nhà đẹp nhất ở xung quanh đây à? Thôi,
Hay là mình vào đấy nghỉ tạm đi. Ừ, có gì nữa à? Đi. Không biết là có ai ở trong quán không anh nhỉ? Có ở nhà không? Này, hai người gọi cho Hà Nội vào. Tao có hỏi, có ở nhà không Hà Nội nắm một gì nữa. Chẳng có đó ra, người ta chửi đấy. Sao mày giờ mày lớn thế nhỉ? Mày cứ dạy tao vậy, im mồm. Có ở nhà không? Lại đó, lại đó. Nào, ông mày là người đứng nào đấy? Em cũng không biết. À anh ơi, anh là người đứng nào đấy? Bác, mày hỏi rốt, mày nói tiếng Việt người ta sao hiểu được. Nhờ, nhưng mà anh ơi, lại là hình như là tiếng Trung Quốc ấy. Tao xem mấy ông tiểu nhị, ông cứ nãy na, đến đây sao? Ni hảo. Ni hảo, xin chào. Mọi người ơi, tính ra anh này giỏi nhờ, là người Trung Quốc mà lại biết nói tiếng Việt cơ đấy. What's your name? What's your name? Ở đây không bán nem Thanh Hóa, chỉ bán nước thôi. Mà thôi mình nổi tiếng Việt đi. Đi ra, anh cho em chai nước đi. Chai nước à? Chai nước là cái gì? Ở đây người ta chỉ bán bằng xô với chậu thôi. Lấy mấy chậu? Ngập vội. Chậu à? Chưa anh, cho em một chậu. Một chậu á? Thế có đủ không? Ba đứa cơ mà. Thế tao lấy chung mày hai chậu nhá. Hai chậu vừa tắm à? Thôi anh ơi, hai chậu cũng được. Để mà gội đầu luôn. Chứ không quá giờ. Vâng, anh lấy em hai chậu. Này, đây bán nước hay thật đấy. Mà cái view đẹp thôi rồi luôn. Cái bánh đăng Facebook thì nó cũng tính. Cái này mà thêm cái bì nữa và cái nón nữa thì thôi rồi. Mày không thấy đang cởi bồng chó tao đây à? Này, đánh nhau cứu mày ra hết quần. Anh cứu em được lần nào đâu mà. Nước đến đây, nước đến đây. Uống thôi. Anh, đây là cái chậu à? Chậu này size bé quá anh ạ. Đúng rồi đấy. Có vấn đề gì không? Thế ra cho em hỏi ngoài nề một tí là anh tắm bằng gì ạ? Con này bị làm sao? Tắm bằng nước chứ tắm bằng gì? Không, ý anh nhà em hỏi là anh dùng cái gì để đựng nước ấy ạ? Là cái chén. Thôi bọn mày uống đi. Ít thế này, uống hết gọi thêm nhá. Này, mày ơi, sao đây lạ nhở? Đúng rồi ấy, em cứ tưởng cái chậu nó to lắm cơ. Hóa ra, được cái cốc nước bé tí này, thì ai uống ai được. Trời, tao uống mày được nhá. Em cũng khát mà. Nơ cái gì, mày muốn đi thì gọi thêm đi. Thôi, không cần đâu. Mọi người ngồi nghỉ tí đi, xong rồi còn lên đường. Sao thầy chóng mặt thế nhở? Sao em không thấy đấy nhở? Hai người bị làm sao ấy? Hay là nước có độc? Tao không biết nữa, chóng mặt quá. Chúng mày đã trúng độc của tao rồi. Thì ra ông cũng biết nhiều quá à? Người biết thì đã quá muộn rồi. Anh Trung, đâu? Anh Trung ơi, đây là đâu vậy ạ? Anh không biết. Anh Trung ơi. Thằng Trung chuối đây rồi mẹ. Mày ở yên đấy, đợi tao làm thịt chúng mày. Thịt nó ngon lắm đấy. Chúng mày đi ăn thịt tao, không được ăn thịt tao. Cả mày nữa, tao sẽ thịt cả hai đứa mày luôn, đúng không? Chúng mày mà ăn thịt tao á, Hạt Tiêu nó mẹ răng chúng mày. Đúng rồi đấy, mẹ. Hạt Tiêu rồi đấy hả mày? Tao tiêu quá, tao lại sợ mày quá cơ. Anh ơi, bọn nó không sợ, anh em mình phải làm thế nào bây giờ? Thì phải cầu cao thời gian, đỡ Hạt Tiêu xuống cứu. Mình cách như thế không? Chúng mày làm bẩn cái gì đấy? Tao đã bụng quá. Mày có nhà vệ sinh không? Cho tao đi cái. Không, tao mà ị cái này á, tối lắm. Tao nói thật, chúng mày không tin tao. Úi dù. Chúng mày
mày đưa con giờ cho. Anh Trung, đâu đâu? Ai, ăn bao nhiêu nữa? Đi chú ơi. Đây. Hà Tiêu. Cứu tớ. Có dừng tay không mày? Được rồi. Được. Thì ra là con nhãi con. Thì ra là con nhãi danh. Ừ. Sao mày ra mẹ tao? Tao nhãi mày đâu? Mày cãi à? Tao không nhận mày. Mày cãi nữa. Con. Bây giờ chúng mày có thả anh trai với bạn tao ra không? Tao không thả làm gì được tao. Chẳng hạn. Hà Tiêu cứu tớ. Chúng mày dám động thủ à? Mày tao nhanh trí không? Ta bị quán tịt rồi. Lần sau chúng ta sẽ cảnh giác hơn. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Được rồi, gọi thế thôi. Đi.